Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Go. Thì ngày hôm nay mình sẽ trở lại với các bạn với chuyên mục là phụ kiện dành cho camera. Thì tuy nhiên thì hôm nay thì không phải dành cho những chiếc máy ảnh hay là những chiếc máy quay đắt tiền, mà hôm nay chúng ta sẽ dành cho phụ kiện bởi những chiếc camera mà chúng ta dùng hàng ngày. Đó chính là những cái chiếc điện thoại đây. Thì bây giờ hiện tại là cả nước mình đang chống dịch, thì không biết là anh em camera ở nhà làm gì, có ông nào quay vlog hay là có ông nào mà kiểu thường xuyên làm TikToker hay không. Thì anh em cũng biết là quay một dạng video nào thì chúng ta cũng cần đến audio, có nghĩa là thu âm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đến một phụ kiện mà có thể giúp các bạn là có thể cải thiện cái chất lượng ghi âm hay là chất lượng âm thanh ở trên video các bạn bằng một chiếc micro siêu nhỏ dành cho điện thoại. Thì đây, hiện mình đang có đây là một chiếc Seiko Micro U1 Series. Thì con này của mình hiện tại là phiên bản dành cho iPhone. Thì cụ thể hơn thì tại sao nó lại có phiên bản dành cho iPhone thì mình sẽ nói cụ thể trong video. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm nhanh nghe này nhá. Thì đây, chúng ta sẽ có một cái hộp. Thực ra là cái hộp này nó cũng khá là đơn giản thôi, nó cũng chả có gì cả. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem. Rồi. Về phụ kiện thì chúng ta sẽ không có gì cả ngoài việc là chúng ta sẽ có một cái bông lọc và một cái micro chính. Thì đây các bạn nhìn thấy, đây chính là chiếc micro của chúng ta, Mimix U1 Seiko. Nó chỉ bé thế này thôi, đó anh em ạ, nó chỉ bé như vậy thôi. Và chúng ta có thêm cái phụ kiện là bông lọc. Thì cái này để lọc gió thì anh em nhìn là anh em hiểu rồi, đúng không? Và biết rồi. Thì tại sao mình lại giới thiệu đến cái mic này? Thực ra thì đây là cái mic, mình có thể nói là đây là một cái mic shotgun mini dành riêng cho điện thoại. Thì các bạn có thể tùy chọn ở ba cái đầu cắm là Type-C này, Lightning này và cái tai nghe 3.5. Nếu những điện thoại nào bạn còn 3.5 thì các bạn có thể dùng. Còn những điện thoại nào bạn mà không có thì có thể dùng Type-C hoặc Lightning. Thì cách kết nối của cái mic này thì cũng khá là đơn giản, là việc các bạn chỉ cần cắm là nó sẽ được dùng, là nó sẽ được kích hoạt. Thì đây là một cái mic không cần nguồn, không cần pin. Chúng ta nó sẽ hoạt động vào dựa vào chính là cái nguồn của cái điện thoại này. Thì khi mà các bạn cắm vào xong thì các bạn có thể sử dụng được luôn. Thì những cái mình mới test thì mình cũng chỉ là test video và test ghi âm thôi, thì mình thấy là mic này hoạt động khá là ok và hiệu quả. Còn nếu như với những anh em nào mà sử dụng, ví dụ như là anh em thường xuyên quay vlog này, anh em thường xuyên quay TikTok này, các anh em quay kiểu đây, ví dụ các bạn có thể cắm ngược lại và phỏng vấn này, kiểu mà đi phỏng vấn, đi quay các thứ linh tinh và trải nghiệm, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái mic này để cải thiện được cái chất âm của cái video các bạn quay. Và thêm nữa thì bởi vì là nó là cái mic shotgun, nó là mic đơn hướng ấy, vậy nên là cái việc mà định hướng âm thanh của nó sẽ chỉ tập trung về cái hướng mic này thôi, và những cái tạp âm còn lại và những cái tạp âm xung quanh của chiếc mic này thì nó sẽ được cắt giảm tối đa. Mặc dù mình cũng chưa biết là hiệu quả thực sự nó có tốt hay không, tại vì bây giờ hiện tại là dịch, mình cũng không thể nào đi ra nha ngoài quá là nhiều để mình test ở ngoài được, mình cũng chỉ test ở trong nhà thôi. Thì mình cũng chưa nhận ra được rằng là cái sự khác biệt giữa cái việc là chúng ta dùng cái mic của máy và cái mic này như thế nào. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một cái phụ kiện khá là hay dành cho anh em có thể là muốn cải thiện cái chất lượng video của mình lên, hoặc là chất lượng livestream, thì các bạn cũng có thể dùng cái này để quay livestream cũng được, bởi vì là nó kết nối liên tục, thì coi như là nó thay cho các bạn là sử dụng cái mic này luôn. Thêm nữa thì cái mic này thì nó được làm bằng kim loại các bạn nhé. Cái thân mic chính này chúng ta sẽ được làm hoàn toàn bằng kim loại, không có một tí nhựa nào ở trên này cả, trừ cái nút đoạn gập này ra. Thì chúng ta có thể gập được cái này từ thẳng này thành vuông góc để có thể tùy chỉnh những cái hướng các bạn muốn thu âm. Các bạn muốn hướng đến đâu thì các bạn hãy chỉnh nó đến đấy. Và cái màng lọc cũng như là tất cả những cái này thì mình cảm giác và nhìn sơ qua khi mình lần đầu tiên nhìn thấy nó, mình đánh giá nó khá là cao. Và cái hiệu quả mang lại thì mình cũng sẽ phải dành một thời gian để test, tại vì mình cũng mới cầm và mới sử dụng cái em này thôi. Thì các bạn cố gắng đợi trong video sau thì mình cũng sẽ cố gắng nó test cho anh em xem. Thì hôm nay mình sẽ chủ yếu là giới thiệu đến anh em cái micro này, nó là cái gì và nó có tác dụng như thế nào mà thôi. Còn nếu như anh em mà muốn mình review thêm những cái sản phẩm nữa thì có thể comment xuống dưới, mình sẽ cố gắng là mua về và thử cho anh em. Còn mình trong video sau mình sẽ nói riêng về khả năng thu âm cũng như là khả năng lọc các cái tiếng ồn cũng như các tính năng của nó đi kèm, xem nó có gì hay không nhá. Còn video này mình xin phép dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên để lại cho Tokyo Go một like cũng như là một share nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.